Rồi, hello anh em. Thì như em có nói á, hôm nay 8 tháng 3. Hôm nay 8 tháng 3 em sẽ lên một cây lồng chào màu, một cây lồng mi hàng đặc, hàng 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 đặc mi lồng cao nha anh em. Phong cao nha. Phong để chơi mi múa. Để chơi mi múa đó thì cái form này nó sẽ cao hơn cái form lồng bình thường, nó cao hơn là hai vanh là khúc đây đây à, một khúc đây là nó rơi vào khoảng 15 á, 15 đây. Bộ trao anh em, bộ trao thì đẹp mỹ mãn luôn nha anh em. Đây là cây lồng mi phong cao nha, tan à, lồng này lồng Hà Nội nha anh em, tan lồng đây. Rồi để anh em dễ hình dung á, phong cao làm sao à, thì tí nữa em sẽ đưa một cây lồng mi bình thường, tí nữa em sẽ đưa một cây lồng mi bình thường em đưa vô kế nó để anh em xem nó cao hơn cây kia bao nhiêu. Đó. Cây này á là anh em nhìn cái cửa nè. Đây, tay nắm cửa nè anh em. Một gang của em là 22 thì cái này nó khoảng rơi vào khoảng 24 25 gì đó. Đó. Tay nắm cửa nó rơi vào khoảng 24 25. Rất là dài luôn nha anh em. Đó. Rồi cây này khách của em á, ngày trước đặt cây này là 6 triệu 7. Và thêm một cây nữa là cây lồng 2m8 á là 21 triệu. Nó chưa tính tiền vận chuyển ngoài Bắc vô nha anh em. Em nhìn cái nang nè. Đây. Mấy khúc này nè, đây 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 đó, hầu như cái vanh 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 ba này nè, cái vanh ba này, cái nang ngay chỗ cái vanh số 3 này á là tất cả đều có mắt nha anh em, đều có mắt ke hết nè. Đây 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 đó, những cái chỗ em chỉ là những cái mắt ke á. Đó, vanh số 3 là hoàn toàn là lúc nào cũng có mắc ke hết nha anh em. Rồi, cây này thì cơ bản là nhốt chim chưa được 3 tháng anh em. Xong rồi sau đó treo ra để mà sưu tầm luôn. Treo ra để mà làm giống như hàng sưu tầm á. Rồi, cây này hôm nay em bán giá 8 tháng 3 nha anh em. Bán giá 8 tháng 3 2 triệu rưỡi nha anh em, 2 triệu rưỡi. Lên nước rất là đẹp rồi. Rồi để em so sánh với một cây lồng mi bình thường à. Em so sánh với một cái form lồng bình thường chứ không phải là cây lồng mi bình thường nha anh em, để mà lấy cây lồng mi Hà Nội bình thường ra để anh em so. Đây. Đó, anh em thấy không? Nó cao hơn, nó to hơn. Cao hơn, to hơn. Mục đích của chơi cây này là mấy nghệ nhân hay chơi mi xòe anh em. Mi hót xòe solo á, đưa vô cây lồng này gác vanh số 3. Gác vanh số 3 hoặc là vanh số 2. Đẹp mỹ mãn luôn nha anh em.
Thì để so sánh giữa hai cây á thì là nó như vậy anh em, cái chiều cao và chiều cái độ lớn của lồng. Thì để em đếm số nan luôn ha. Cây này là lồng 60 nha anh em, 60 nan nha anh em. 60 nan phom cao. Phom cao để chơi mi xòe. Hoặc là chơi con này chơi con khú, khú mà hót múa nó còn đẹp hơn nữa nha anh em. Khú mà mấy con mà bộ bộ khủng á mà chơi chơi cánh á, nhốt vô cái lồng này là hết bài à. Bảo đảm cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Rồi. Em bán cây hàng đặc này bán giá 8 tháng 3 nha anh em, chỉ duy nhất trong ngày 8 tháng 3 này thôi. Em bán là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi nha anh em. Chỉ duy nhất trong ngày 8 tháng 3 này thôi ạ. Rồi, ok anh em lên tiếp cây lồng số 2 ạ. Cây này cũng đưa vô cái hàng gọi là nó hơi đặc thù. Dạ, lồng đa đa. Ở đây anh em, lồng đa đa này á thì người ta đan đây nè, những cái chỗ đan này là ke nha anh em, ke đan đàng hoàng nha, lấy ke để mà đan nha chứ không phải là mây đâu à. Đây đó, rồi rổ anh em. Ở dưới là rổ nuôi đa đa thì anh em ở dưới đây nè, đó là anh em bỏ cát vô, bỏ cát vô rồi cho ăn thì anh em đưa đưa ở ngoài đây, móc cái đầu ra ngoài để ăn nè. Rồi nóc lồng đây anh em, nóc lồng ngoài nè. Cây này là em chưa có vệ sinh luôn đó nha anh em, nóc lồng ngoài nè, nóc lồng trong nè. Đó, lót đầy đủ rất là đẹp. Rồi đít lồng nè anh em, rồi ba chân nha anh em, chân nè, chân nè, rồi chân nè, đó rồi cử gà nha anh em. Cái cửa này á là một cái cây, cây ke vót cong thôi, cây ke vót cong vậy nè anh em, không quá dày cũng không quá mỏng, để mình gài gài xuống ở giữa vậy nè, đó đưa xuống gài, rồi đưa xuống, đó rồi cây lồng số 3. Quên nữa, em chưa báo giá cây đa đa này nè. Cái lồng đa đa này á, khách của em là mua là hết 750, đặt ở ngoài mua ở ngoài Hà Nội, cái này không phải, chắc không phải hàng đặt đâu đó, mua ở ngoài Hà Nội vô tiền vận chuyển hết thêm 150 nữa. Cây này em bán giá là 250 nha anh em, 250 nha, lồng đa đa. Lồng đa đa em bán giá 250 nha anh em. Cây lồng đa đa này em chưa có vệ sinh đâu, cho nên là nếu anh em mà lấy thì anh em mua thì vệ sinh giùm em nha. Nói với cái cây lồng mi, lồng mi khú là múa đặc này đẹp quá anh em ạ. Rồi 250 cây đa đa nha, 2,5 triệu cây lồng đặc phong cao, lồng mi phong cao nha. Rồi cây số 3 em muốn lên nè anh em,
là cây lồng chào màu phong cũ, phong thái nha anh em, phong thái. Nhưng mà tại sao gọi là phong cũ à? Phong cũ là do là nó sử dụng là 2 tầng nha anh em. Chứ còn những cái lồng đấu á, lồng đấu bây giờ là chỉ có 1 tầng thôi à. Rồi tí nữa em sẽ nói 2 tầng 1 tầng sau anh em. Bầu bí nè anh em, nét căng. Lồng này là lồng chạm sóc nho full vanh nha anh em, vanh chỉ chạm hoa văn thôi, nhưng mà bầu bí nè. Móc đồng nha anh em, móc đồng chạm rồng nha anh em. Rồi để em mở cái áo lồng này ra cho em làm cho nó dễ. Rồi đây là cửa nè anh em, sóc nho nha anh em, cửa chạm sóc nho. Nóc lồng à, vanh nóc lồng cũng chạm nữa nha anh em. Đó, cây này là zin 100%, chưa lai, chưa gãy, chưa một bất cứ một cái nang nào hết, tất cả đều là chạm hết nha anh em. Đây cái cửa nè anh em. Rồi phù cửa nè, đẹp không tì vết luôn nha anh em. Cây gài máng phân nè, ba cây cầu thẳng tre nha anh em, tre giống phải gỗ nha, tre đệm. Để em quay xa xa ra anh em nhìn tổng thể cây lồng cho nó dễ. Đó, 4 góc nè anh em. Cây này á là hàng sưu tầm nha anh em, cây này là hàng sưu tầm mà chân à. Chân quỳ chạm sóc nho hết à. Tan lồng nè anh em. Tổng thể cây lồng á anh em, tính về độ hoàn thiện của lồng mới á, tính về lồng mới thì em tính cho độ của nó được 10 đi, thì cây này khách chỉ có đưa ra vệ sinh xong rồi cất đó, cho nên nó còn cao hơn 10 nữa nha anh em. Cây này á nếu mà giá trị gốc nó rơi vào khoảng 5 triệu à, khoảng 5 triệu nha anh em. Cây này em bán nha 2 triệu do cái form lồng của nó là form lồng cũ à. Đây bở cầu bở cống anh em, bở cầu nè, bở cống à, tất cả đều là sóc nho đó. Rồi mở cây gài lên anh em, đó anh em mới lấy khay 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 phân ra được, khay phân là anh em. Nét căng anh em, nét đến từng chi tiết luôn nha.
đó, bẫy vô vậy nè, xong gài xuống vậy nè, gài xuống là khóa nha anh em. Đó rồi, tại sao em nói là phong cũ à? Như thế nào là phong cũ? Phong cũ là phong hai tầng á anh em. À, phong hai tầng thông thường á mình để sau này á mình hay để là vú mấy con chim thay lông á anh em, vú mấy con chim thay lông thì cái cầu của nó nằm ở cái tầng dưới này nè, nó nằm ở cái tầng dưới này, rồi cái cửa nằm tầng dưới này nữa, nó ra chim rất là tiện nha anh em, ra chim rất là tiện, không có bị sảy à. Đó, còn cái tầng trên này nè, cái tầng bắt đầu từ quanh này nè, gác hai cầu đó là để nó đảo qua đảo lại. Thì đối với những cây phong lồng cũ này á, con chim nó thay lông rất là dễ nha anh em, cái phong nó rộng rãi, nó thay rất là dễ đó. Còn đối với những cái phong mà lồng một tầng á, người ta gọi là lồng đấu á anh em, lồng đấu thì nó chỉ có một tầng thôi, thì con chim nó chỉ có sàn, nó sàn ba cầu, hai cầu vòm với một cầu ngang ở bên trên thôi. Còn con này là có hai tầng để nó lên nó xuống à. Đó, cây này chỉ có mang ra lau chùi và cất thôi, nên là nó còn đẹp hơn lồng mới nữa anh em ạ. Đẹp hơn lồng mới nha. Rồi, cây này em bán là 2 triệu nha anh em. Lồng chào màu Thái, phong cũ hai tầng, chạm sóc nho, vanh là chạm full hết nha. Nè, ví dụ vanh nè, vanh dưới nè, rồi nóc nè, đó, tất cả đều chạm hết nha anh em. Rồi cây này là em có đầy đủ bố áo lồng, ba cầu tre, cầu tre zin theo lồng đó nha, chứ không phải là cầu tre tự độ vô thêm đâu nha anh em. Cây này em bán 2 triệu nha. Đó thì cái này là em nói là cái phong cũ đó. Rồi tại sao em nói là nó là phong cái mẫu cũ so với mẫu mới nè anh em? Đó, chỉ có một cái tầng lồng thôi nha, một tầng thôi, cây lồng nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều, nó ngắn hơn khoảng 10 cm đến 12 cm đó anh em. Nó phong mới là chỉ có một tầng, một cầu ngang với hai cầu vòm, hoặc là hai cây cầu ngang đó anh em. Đó thì để con chim nó chỉ có sàn ở trên đó nó đấu thôi, chứ không cho nó xuống tầng dưới à. Đây đó, chỉ có một tầng như vậy thôi, thì người ta gọi là phong đấu. Hai cây này là Thái và giả Thái anh em. Đó, Thái giả Thái không. Rồi ok.